xào lâu để cho nó ráo nước thì thịt nó sẽ bị khô, khô nó sẽ bị khô, làm cho món ăn của mình không ngon. Và nếu mà mình chỉ xào vừa ăn thôi thì nước nó sẽ ra ra nước, do đó là để mà khắc phục cái tình trạng đó, làm cho cái thịt đó và cái tôm, cái nhân đó, nó có một cái độ kết dính. Thì khi mà chúng ta pha bột để chúng ta giáo bột đó, trước khi giáo mình sẽ múc ra khoảng nửa chén bột, mình pha hòa vào một chút xíu, không, cái bột đó mình đã hòa nước rồi, cái hũ là bột mà trước khi mình đặt lên nồi mình đã múc ra một ít, mình pha một chút xíu màu gạch tôm vào rồi mình để đó. Khi mình xào nhân rồi á, đã được rồi, mình mới cho cái hỗn hợp bột đó vào đều lên, thì có cái hỗn hợp và bột đó nó sẽ tạo một cái độ kết dính nhẹ để khi mình làm cái nhân ăn thì nó có dính chắc cái nhân lại với nhau, cái này nó không bị rời ra, hiểu chưa? Còn nếu như chúng ta không làm cái hỗn hợp bột đó không, là khi mình cắt bánh ra bột ăn nó rất là thơm ra cái nhân này, nó không có bột, nó bột gì? Bột này ăn quậy đây, ăn cái nước à? Biết rồi, cái này màu gì? Gạch tôm, gạch tôm. Mà mình đi pha bột thì mất công, thì mình lấy sẵn cái bột của mình ra mình nhích ra chút xíu. Cái bột hồi nãy là cũng mạnh vậy thôi.